Chào mọi người, hôm nay là một cái video khá là đặc biệt của AudioLab. Bởi vì video này á, nó sẽ là cái số đầu tiên trong cái chuỗi bài về loa không dây. Một cái xu thế rất nổi bật trong những năm gần đây, đặc biệt trong giới Hi-Fi và High-End. Ý định mà làm video này á, nó nảy ra trong mình một cách rất là ngẫu nhiên thôi. Bởi vì khi mà có cái con máy chiếu của Sony và cái màn chiếu của Screen Research này, thì lúc đó mình mới suy nghĩ là thế nào để mang đến một cái giải pháp âm thanh đơn giản, hiệu quả nhưng mà vẫn chất lượng. Bởi vì thực tế ra với rất nhiều người, họ sử dụng máy chiếu hoặc là những cái tivi họ muốn chỉ có cách nó nối sử dụng đơn giản và hiệu quả nhất, thì loa không dây sẽ là giải pháp. Thì tuy nhiên loa không dây nó có rất nhiều loại, loa Bluetooth này, loa Wi-Fi. Ví dụ như ở trên lab mình á, thì tụi mình đang có sẵn cái cặp loa 4305P. Loa này nó ở với tụi mình chắc cũng được hơn 1 năm rồi. Mình rất ấn tượng về nó, về cả khả năng nghe nhạc cũng như là xem phim. Cái này thì đã có video của Ngọc đã làm review về đôi loa này rồi nên mình sẽ không nói thêm nữa. Nhưng mà video này thì mình chủ yếu mình sẽ giới thiệu với các bạn cái việc sử dụng Wi-Fi và Bluetooth như thế nào. Và sau đây sẽ là một cái đoạn demo ngắn để các bạn xem thử sự khác biệt giữa Bluetooth và Wi-Fi nha. Our kind has stayed hidden on Earth. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. Thế thì mình cũng không biết chất lượng thu âm nó sẽ như thế nào và trên cái đoạn thu âm nó sẽ khác biệt rõ không. Nhưng mà khi mình nghe thì dù xem phim hay là nghe nhạc thì các bạn đều có thể thấy cái độ chi tiết của âm thanh là 1, cái độ vững chắc của dải trầm là 2 và dải cao là 3, là những điểm mà Wi-Fi nổi bật hơn rất nhiều so với cái việc sử dụng Bluetooth. Đó là lý do mà mình vẫn khuyên rất nhiều người, rất nhiều bạn, đó là nên chọn những loa có khả năng kết nối thông qua Wi-Fi. Thứ nhất, chất âm của nó sẽ đảm bảo toàn vẹn hơn, nó đúng với những gì mà nhà phát triển, với những gì mà bạn thu âm hay chất lượng phim nó truyền tải đến là 1. Thứ hai nữa, nó sẽ không bị gián đoạn bởi những trường hợp. Ví dụ như bạn ở chung cư chẳng hạn, có nhiều máy in không dây, có nhiều thiết bị vô tuyến, thì chắc chắn chất lượng Bluetooth nó sẽ chập chờn. Và tiếp theo nữa đó là về khoảng cách kết nối, độ ổn định. Thì thực tế ra mình đánh giá không cao việc sử dụng Bluetooth cho lắm. Bluetooth thì nó lợi hơn Wi-Fi ở chỗ nó là cái setup của nó khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần trên laptop hay điện thoại chỉ cần 1-2 nút bấm là được. Wi-Fi thì nó hơi khó hơn một chút. Nhưng nếu các bạn chịu khó dành thời gian thì những cái loa mà có tích hợp Wi-Fi sẵn như thế này á, nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Và trong những số tiếp theo á, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về sự khác biệt giữa việc sử dụng Amply rời cũng như là Amply tích hợp và cái nào sẽ lợi hơn cho các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ xem những cái video trong playlist loa không dây Hi-Fi High-End của AudioLab nha. Cảm ơn mọi người.